Uầy, bé xíu này. Và món này muốn ăn ngon ấy là thường thường là người ta sẽ chấm với cả muối vừng này. Đây các bạn nhìn này, cái muối vừng lạc này. Chúng ta đang về đầu. Nào, cố lên. Ui. Đâu rồi? Mai cho rice. Ruộng đồng đẹp này, không khí trong lành này, người thì thân thiện. Bây giờ thì bản Lác vẫn còn giữ được rất nhiều những cái nét hoang sơ, những cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người đồng bào dân tộc Thái. Coming Việt Nam. Xin chào các bạn. Hiện nay thì tôi và cả gia đình đang di chuyển từ Bá Thước Thanh Hóa đến với Mai Châu Hòa Bình. Và trải nghiệm trên cái con đường quốc lộ 15C này thì thực sự là hoàn tà là bằn, hoàn tà là nghèo. Đã làm cho cả nhà tôi đây này, mọi người thì đã ngủ lăn ngủ lóc. Bây giờ chỉ còn có mấy cây số nữa là chúng ta sẽ đến với bản Lác Mai Châu. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình trải nghiệm thật là thú vị để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã đến nơi rồi. Dậy thôi. Đây rồi, dậy thôi. Tàn. Đây chính là một cái homestay của một hộ người dân ở đây. Nằm ở trong bản Nà Phòn của bản Lác Mai Châu Hòa Bình. Đó, các bạn thấy rằng là ở xung quanh đây rất là đẹp. Đây, các con tôi đây rồi. Uầy, phòng nghỉ trông khá là bắt mắt. Uầy, rất là bắt mắt. Voi thích không? Có. Đấy, voi rất thích. Ở đây chúng tôi có một cái view nhìn thẳng ra Ecolot, là một cái khu nghỉ dưỡng rất là nổi tiếng ở bản Lác Mai Châu này. Rất đẹp. Anh Gấu vừa mới đến nơi thì đã phát hiện ra đây có một cái trò chơi rồi. Đó, chính là cái xích đu như thế này. Nào, 2, 3. Như vậy là đã đến giờ ăn trưa rồi. Các món ăn của chúng tôi gồm có cá suối này, rau cải mèo này, thịt lợn bản này, cơm lam và cơm lam mini. Tại sao lại gọi là cơm lam mini? Bởi vì các bạn nếu mà thấy là so sánh là nó chỉ nhỉnh hơn ngón tay của tôi có một chút xíu thôi. Rất là ngon. Đấy, tôi gọi là cơm lam mini bởi vì nó bé xíu. Nhưng mà đến đây thì phải ăn những cái món ăn này nó mới thú vị các bạn ạ. Nào, tôi bóc cho các bạn xem nhá. Đây nhá, cái cơm lam mini này là nó chỉ bé xíu này thôi. Ây à. Ui, bé xíu này. Và món này muốn ăn ngon ấy là thường thường là người ta sẽ chấm với cả muối vừng này. Đấy, các bạn nhìn này, cái muối vừng lạc này. Tôi xin là vời. Ngon hơn nữa ấy, là người ta sẽ ăn thêm với cả một miếng thịt lợn bản này. Cực kỳ ngon. Đây, mẹ đi xe này à? Bây giờ cả nhà tôi sẽ lên xe đạp để đi vòng quanh bản Lác ở đây. Duy đưa cái rẻ đây. À, em chỉ mượn cái rẻ vậy. Lâu lắm rồi cả nhà mới được đi một chuyến xe đạp như thế này.
Đây, lá bộ chị Yên này luôn. Gấu có đạp được không? Voi có đi xe đạp không? Ô. Đấy, gọi voi sẽ đi với mẹ. Anh Sóc sẽ đi một mình một xe. Rồi. Đó, và chúng ta sẽ cùng nhau đi lên đường. Nào đi thôi. Đi từ từ thôi nhá. Bám vào voi. Đây. Gấu ơi này. Voi kìa. Voi. Voi. Ui đang phóng đây, đang đuổi theo đây. Đây đuổi theo ghi dốc nha. Chúng ta đang về đầu. Nào cố lên. Ui 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 ui. Ui. tốc độ quá nguy hiểm quá. Ở đây thì cái khu homestay được xây dựng dựa trên cái kiến trúc của nhà sàn của đồng bảo dân tộc người Thái, rất là đẹp. Đấy các bạn đây có thể thấy rằng là khi mà đi xe đạp ngang qua các cái chỗ như này thì thực công sự là bắt mắt. Homestay. Cho bây giờ thì bản Lác vẫn còn giữ được rất nhiều những cái nét hoang sơ, những cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người đồng bào dân tộc Thái. Ở đây thì bà con cũng rất là tân tiến, làm ra những cái khu gọi là photo booth, tức là trồng rất là nhiều hoa và tạo hình để có thể cho thuê thành các cái studio để chụp ảnh. Chụp ảnh này rất đẹp đấy, Mai Châu điểm hẹn đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Và bên ngoài này thì bên cạnh đây thì cũng có cho thuê cả trang phục của đồng bào dân tộc, các dân tộc ở Việt Nam. Đây, khi vào bản Lác 2 này nó sầm uất trù phú hơn, đậm chất du lịch hơn. Và kể từ khi mà bản Lác này mở ra cái hướng du lịch cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là đã mang lại được một cái đời sống nó phong phú và hấp dẫn hơn cho bà con ở đây. Đấy, rất là đẹp, nhà nào cũng san sát nhau. Và tất cả các nhà sàn này thì du khách đều có thể ở đến để ở giống như một cái sàn nhà cộng đồng vậy. Đấy, rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm thổ cẩm. Nào. Nào, đi vào đây để mua đồ chơi cho voi nhá. Khi mà đi vào bản Lác thì rất là nhiều nhà hộ kinh doanh cá thể. Vòng này của bà cũng bán kinh doanh đâu. Các cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ đó, như là vải thổ cẩm đan tay này. Đó. Các cái món quà lưu niệm này thì nó thực sự là rất là hấp dẫn đối với du khách khi mà đến với bản Lác. Dính đường mà. Các bạn nhỏ nhà tôi thì cũng đang đấy, tìm mua cho mình một món đồ. Đấy, dính vào đây này. Đó. Con mèo. Bạn voi thì đang mua mấy miếng dán tủ lạnh. Con này là đấy, con gì ạ? Dán tủ lạnh hình cô dâu chú rể. Đấy, của con đây. Đây là con gà đây. Em chở nhà anh luôn à? Dạ vâng. Em chở luôn. À lên đi cả nhà, lên đi. À bây giờ thì cả nhà tôi đã lên xe điện để đi tham quan bản Lác, Pom Co, Nà Phòn. Bây giờ mình xuất phát từ bản Nà Phòn. Đi tiếp theo đến thì mình sẽ đến bản Nhót. Và 500 nghìn là đi tham quan khắp tất cả các bản, 8 bản giống như bà mẹ nói vừa đấy đúng không? Với 8 bản thì nó các bản nó cũng sát nhau ấy. Từ đây sang đây là một bản rồi. Ồ, đây có nhà bà này sạp, có sạp. Ôi, cả nhà mình đâm kính nha. À hay quá nhỉ.
đây thì đang có nhạc và mọi người đang nhảy sạp đây. Mọi người vào đây để tham quan nhé. Là những người nước ngoài thì họ sẽ rất là thích cái mô hình như thế này. Trải nghiệm những cái nét văn hóa của bà con đồng bào dân tộc Thái ở Mai Châu như này thì nó mới thực sự là hấp dẫn. Và khi các cháu nhà anh đến đây mà đi như này thì các cháu mới cảm nhận được cái cách đi du lịch như vậy. Chứ trước đây mà các cháu mà đi du lịch mà cứ thích đi du lịch nghỉ dưỡng chẳng hạn ấy thì nó cũng vui, nó cũng hay, nhưng mà nó thiên về kiểu nghỉ dưỡng thôi, hưởng thụ thôi. Còn đi như này nó thực sự nó là trải nghiệm, và đây mới là những cái chuyến đi du lịch nó hấp dẫn và đáng quý. Khi mà du khách đến đây thì vào chụp ảnh hoàn toàn có thể thuê trang phục ở đây, rất là nhiều màu sắc. Đẩy cao lên. Tất cả đều sợ. Chân chắc dài. Rồi. Nào, chúng ta lại tiếp tục di chuyển đến các cái điểm vui chơi tiếp theo. Đây mới chính là trung tâm của bản Lác, và bây giờ thì cả nhà tôi sẽ đi bộ vào trong bản Lác này để vừa là ngắm cảnh, vừa là xem các cái du lịch trải nghiệm ở trong này. Voi đi bọn vào voi. Rồi đấy, ăn xin gì nào. Voi ăn gì bây giờ? Ăn thịt xiên. Ăn thịt xiên và gì nữa? Cơm gì đấy? Này voi. Cơm lam. Cơm lam. À đúng rồi. Voi và thịt xiên ở đây rất ngon. À, cô tên là cô Loan đúng không ạ? Vâng. Còn đây là em Dịu đúng không? Vâng ạ. Thế cô nghe ai mà cô lại làm cái mô hình du lịch cộng đồng như thế này? Vâng, đầu tiên thì cũng là học hỏi từ bên phía bản Lác. À, tức là trước đây cô cũng đã từng tham gia vào trong các cái khu. Vâng, cô đi nấu cơm. Vâng. Tức là mình đi học việc đấy. Vâng. Ý là vừa đi làm vừa học việc luôn ạ. Vâng. Xong rồi về mở nhà. Từ khi mà nhà mình mở ra này thì cô thấy thu nhập rồi là điều kiện kinh tế của nhà mình nó có khác với cả trước đây khi mà mình đi làm cho một đơn vị khác hoặc là
mình làm ruộng làm nông không? Vâng, cũng vẫn khác ạ. Nhưng mà đấy thì vừa mới mở được hơn một năm thì lại dính cái dịch Covid. Ừ, Covid. Vâng, thì bây giờ thì đấy vừa năm nay thì mới đang túc tắc lại đấy. Thì nói chung là cũng ổn hơn so với trước đi làm đấy. Tức là ổn hơn đúng không? Tức là mình ở đây là mình sẽ tận dụng luôn cả chính cái không gian gia đình của mình để làm hay như thế nào ạ? Hay mình phải đi thuê lại, bởi vì có nhiều gia đình người ta đi thuê lại các cái nhà sàn hoặc là thuê đây lại thì là đất. Đây thì là chính thức là đất của cô chú luôn ạ. Vâng, thì làm ở đây luôn đấy. Nhiều khách khứa cũng hỏi bảo là thế cô chú tối thì về ngủ ở đâu, bảo đâu nhà chính thức ở đây tự mở. Ý là hội cô chú cũng không có nhiều, nhưng mà đấy đầu tiên là 1-2 phòng, xong là đến 3 phòng, 4-5 phòng, dần dần như thế thôi. Thế bây giờ nhà mình là có bao nhiêu phòng ạ? Có 5 phòng, là 3 phòng đôi với lại 2 phòng đơn với lại một sàn khép kín. Một sàn khép kín đây là sàn gọi là sàn cộng đồng đấy. Đấy, thì ở được tầm 40 người đấy. Thế nói về văn hóa dân tộc người Thái, cô ơi, ở trong bản Lác này thì gần như là đa số là người đồng bào dân tộc Thái, thì còn người đồng bào dân tộc gì khác sinh sống cùng chung với mình không? Cũng là người Kinh sinh sống và vâng lẫn vào đấy cũng lẫn ở Hòa Bình mình thì là người Mường là không có ở đây là người Mường là không có ở đây. Thái đen thì là dọc từ bên Mộc Châu Sơn La về, người ta hay thái đằng cầu ấy, và búi tóc ở đằng cầu lên thì là Thái đen. Thế còn thái trắng thì thái là trắng không là quanh à? Vâng rồi, thái trắng đấy hội cô này là thái trắng buộc tóc các thứ như cũng như trang phục là như bình thường. Còn ví dụ như hội em thì thái hội em à người đồng bào thái trắng người thái trắng thì đồng bào người thái trắng thì ví dụ như có cũng có váy trang váy trang phục như là áo cóm. Còn như thái đen thì hay có những kiểu là dây xà tích với lại cũng như kiểu là quy bạc, quy bạc, quy bạc là vải sơ áo sơ áo quy vải trắng tây bắc thì lại tây bắc đúng rồi, là thái tây bắc đấy. Đúng rồi. Thế cho anh hỏi cái là thêu thùa như thế này, đây chính mình thêu các cái hoa văn họa tiết này là những cái gì đấy? Cái này là ví dụ như là mình thêu hoa văn này để mình làm khung tranh này trong hoặc là thứ đấy làm những cái đèn thủ công các thứ. Cái hình họa tiết hoa văn này nó rất là bắt mắt. Và những cái họa tiết hoa văn này nó chính là cái tiếng Anh gọi là signature ấy, hay có thể nói rằng là cái dấu hiệu để nhận biết những các cái nét văn hóa của người đồng bào các dân tộc khi mà đính lên tay trên áo, trang phục đúng không? Đính lên trên trang phục hoặc là trang trí nội thất nhà tường nọ kia đúng không? Cái khung tranh rất là đẹp. Thế nếu như du khách đến đây, nếu mà để trải nghiệm các cái nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái thì khách đến đây ví dụ như là cháu chưa từng biết đến Mai Châu, cháu đến đây thì nhà mình sẽ hướng dẫn cháu đưa cháu đi đâu và làm gì? Tiên là khách đến thì ví dụ là đồ ăn thì phải có những cái đồ nướng của dân tộc đấy. Đồ nướng dân tộc là cơm, đồ gì ạ? Đấy, gà, lợn nướng, bản này, bản cá nướng này, cá nướng, cá đồ. Đấy, nhưng là rau thì rau trộn. Rau đồ đấy, vâng, xong là cơm lam này, cơm lam. Xong là xôi đồ, xôi đầu ba ở vâng, xôi bốn màu đấy, ở ngũ sắc là từ lá cây làm nên đấy. Bốn màu hay là năm màu ạ? Bốn màu ạ. À bốn màu. Đấy, chỉ có bốn màu thôi. Đó là những màu gì ạ? Màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Tím, đỏ, trắng, vàng. Vâng. Tức là trên một đĩa xôi có đủ các màu đấy. Vâng, à, vâng. Thưởng thức. Khách sẽ đi đâu ạ? Vâng, đi tám bản. Tám bản gồm có những bản gì ạ? Bản đầu tiên là Nà Phòn. Nà Phòn. Nà Thia. Nà Thia. Nà Thia, bản Lác. Bản Lác. Bản Lác 1. Bản Lác 2, vâng. Pom Cọ. Pom Cọ. Pom Kính. Pom Kính. Bản Nhót. Bản Nhót. Bản Tiền Phung. Tiền Phung. Đấy, xong rồi đến Nà Chiềng này là cuối cùng nhá. Vâng, thôi tóm lại là như thế. Đấy, cũng đủ 8 bản. Quanh đấy thì khách trải nghiệm vào múa sạp xòe các dân tộc đấy. À, đấy. Và sạp xòe. Xong là đi vòng quanh tham quan những các bản, xong là ví dụ khu bảo tàng các dân tộc này có đấy. Khu mình thêu dệt đấy, đến làm những trang phục như ví dụ như cái cạp váy chẳng hạn thì có cái không gian mà các bác các bà hay thêu dệt lên làm những để là làm những anh cũng những hay cho trẻ con anh đi trải nghiệm. Còn có đoàn khách là thích trải nghiệm là thích trẻ con thích leo núi thì cô sẽ dẫn leo núi. Du khách bốn phương đến đây thì rất thích cái trải nghiệm cái một cái nét đẹp ở trên này, đó là gặt lúa xong thì ở trên này sẽ có cái phong tục đó là ăn cơm mới. Ăn cơm mới. Đúng rồi. Giúp sang cho mùa màng bội thu hơn kiểu thế. Vâng ạ.
Một năm là hai vụ. Một năm sẽ có hai vụ. Thì có hai đợt cơm mới. Gọi là cơm mới. Vâng, phong tục cơm mới. Thế cái ngày hội nào là lớn nhất của đồng bào dân tộc Thái mình? Xên bán xên mường. Vâng. Xên bản xên mường là vào mùng 10 tháng 1 âm lịch đúng không? Vâng, 10 tháng 10. Nó như là một cái lễ lồng tồng, như lễ xuống đồng ấy. Vâng, đúng. Đấy, là các bản, các dân tộc luôn. Ví dụ như quanh cái huyện ở trên này chẳng hạn, thì ví dụ mỗi một xóm làng, xóm mỗi là bản sẽ có một cái món hoặc là một cái trang phục để mình trình bày, hoặc là để cho tất cả các người dân địa phương cũng như khách bốn phương người ta sẽ đến và thưởng thức luôn chuẩn cái gia vị ở Tây Bắc ở trên này luôn đấy. Cháu đã từng dự lễ hội xên bản xên mường rồi và ở trên Mai Châu mình như này. Vâng, xem có thấy nào là thi nấu ăn, trang phục này, rồi là bắn nỏ này. Đúng rồi, rất là nhiều ném cái con này, đu dây này, nhiều lắm. Vâng, 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 vui, rất nhiều đấy. Xin con... hỏi hai mẹ con là điều gì được đánh giá là điều hấp dẫn du khách nhất khi đến với Mai Châu? Em nghĩ là du khách thích thú nhất đến với Mai Châu nữa là không gian, các nếp nhà sàn với lại không gian khí, tự nhiên không khí với lại quang cảnh ở trên Mai Châu này. Quang cảnh tức là cảnh đẹp này, rồi là các nếp nhà sàn đúng này, rồi, các văn nếp hóa nhà dân sàn tộc này. Và không khí trong lành, không khí trong lành này, con người thân thiện gần gũi. Thân thiện gần gũi. Người Thái có một cái nét rất là dễ nhận biết về phụ nữ chẳng hạn, về trang phục rồi về khuôn mặt có một cái nét gì đấy nó rất là xinh đẹp và duyên dáng nhỉ? Duyên dáng gì đấy. Còn ngoài ra cái hình thành mà du lịch phát triển Bản Lác ấy, thì Bản Lác nó cạnh đấy là có cái bản Pom Cọ, thì hai cái bản đó là phát triển du lịch đầu tiên ở khu vực Mai Châu này. Dần dần thì trước sau đó mới bắt đầu lan tỏa, đúng rồi, lan tỏa ra các bản đấy ạ. Em đã từng đi làm ở Hà Nội rồi, cũng học tập ở Hà Nội rồi, cũng đã sinh sống ở Hà Nội rồi, đúng không? Thế bây giờ nếu để cho em so sánh là lựa chọn Hà Nội để sống và để làm việc hay là về đây để sống ở cộng đồng cùng gia đình và làm việc ở đây? Em sẽ sống ở Mai Châu ạ. Gần mẹ hơn đúng không? Mẹ bao bọc hơn đúng không? Gần bố gần mẹ hơn. Trong thời gian sinh viên em vẫn đi làm. Làm gì? Thời gian đấy ví dụ trong thời gian mình học này, nào là bưng bia quán cà phê này, đúng rồi. Nào là cũng đi hướng dẫn tour nội địa các thứ nữa, quanh quanh các điểm. Dần dần như thời đấy thì du lịch nó phát triển ít nên cũng nhận được ít tour thôi ạ. Thế bây giờ là bưng bê quán cà phê, bây giờ mình về đây, bây giờ mình tí nữa pha cho anh một cốc cà phê để okay xem tay nghề. Công nhận đấy, như thế thì nó mới thú vị. Thực ra thì khi mà mình làm du lịch, mình lại đi học, mình đã từng làm việc và học tập ở Hà Nội chẳng hạn. Thì nó cho mình rất là nhiều những cái kinh nghiệm. Đặc biệt là cái cách phục vụ du khách làm sao để cho nó được chỉnh chu hơn, chu đáo hơn đúng không? Thường thường một cái công ty du lịch lữ hành hoặc là một cái khu nghỉ dưỡng lớn, họ sẽ có một bộ phận chuyên làm cái nhiệm vụ là quản trị viên trên cho các cái trang và trên các cái nguồn thông tin đó. Thế còn ở nhà mình, trong mô hình gia đình này, ai sẽ là người làm việc đấy? Em ạ. Chính em là người làm việc đấy. Tức là trăm công nghìn việc đổ vào đầu nghe đúng không? Trừ cái khu quản lý trang hay là cũng như là khách đặt này, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả cái không gian các thứ này đều em quản lý hết. Okay, vâng ạ. Hiểu rồi, cảm ơn em. Thế hy vọng là nhà mình sẽ ngày ngày càng đón được thêm nhiều du khách đến và xây dựng thêm những cái mô hình trải nghiệm để cho khi du khách đến đây sẽ nhận được những cái sự hấp dẫn từ chính những cái nét văn hóa bản địa của người đồng bào dân tộc Thái mình này, rồi là của cái không gian giống như mọi người đã chia sẻ vừa nãy. Nào là núi rừng đúng đẹp, rừng, ruộng đồng rồi, đẹp này, không khí trong lành này, người thì thân thiện. Rồi xin cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cô nhá. Các bạn thân mến, như vậy là cả gia đình tôi đã hết một ngày trải nghiệm ở Bản Lác Mai Châu Hòa Bình. Bây giờ đã đến lúc sẽ phải chia tay với tất cả các bạn. Và các con của tôi thì cũng sẽ phải hết kỳ nghỉ rồi. Bây giờ là lúc sẽ chuẩn bị quay về trường. Và trước khi mà chia tay với các bạn, chúng tôi muốn nói với các bạn một điều rằng là rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng đó sẽ là gợi ý dành cho các gia đình neo người như là nhà tôi có thể đến với Mai Châu Hòa Bình một ngày nào đó. Để ở đây các người dân làm du lịch ở đây họ có cơ hội để đón tiếp tất cả các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Cam Minh Việt Nam.